Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 31 tháng 10. Thông tin về bão số 7. Bão số 7 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Đến 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 và cấp 13. Do tác động của hoàn lưu cơn bão, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 và cấp 13, biển động dữ dội. Vùng biển phía tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 31 tháng 10, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục duy trì mưa rào và dông vài nơi và diễn ra vào nhiều thời điểm trong ngày. Trưa chiều và đêm nay, nhiều nơi có mưa vừa mưa to, kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt vẫn duy trì ở mức thấp, thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ, vài nơi thấp hơn 1 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu trời nhiều mây, ngày có nắng gián đoạn, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 85 đến 90%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm nay và ngày mai có lúc có mưa rào và dông, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, cao nhất 28 đến 30 độ, độ ẩm tương đối 85 đến 90%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa 4 đến 10 km trong mưa, gió đổi hướng cấp 3, cấp 4. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 31 tháng 10 cao nhất 400 cm, xuất hiện lúc 4 giờ 30 phút, thấp nhất 105 cm, xuất hiện lúc 11 giờ 30 phút.